Vừa rồi qua các bước, các đồng chí trong hàng rõ chưa? Rõ. Sau đây đồng chí Giang trên cương vị tiểu đội trưởng ra tập hợp đội hình. Em à? Em tiểu đội trưởng à? Tôi. À tôi. Đồng chí Giang chú ý, trong điều lệnh của quân đội không có em, chỉ có tôi và đồng chí. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Tự nhiên được mới nào mà được làm tiểu đội trưởng thì tất nhiên là cũng thích rồi. Ai mà không muốn cái điều đấy? Bắt đầu. Tiểu đội, muốn ăn tập hợp. Điểm số 1. Thôi tập. Đi về phía trước đội hình 3 đến 5 bước. Thực hiện động tác đằng sau quay. Bước thứ 2. Tiểu đội điểm số 1, 2, 3 hết. Bước thứ 3. Căn chỉnh hàng ngũ. Bước thứ 3 là chỉnh đốn hàng ngũ. Bước thứ 3 chỉnh đốn hàng ngũ. Mỗi người cách nhau 1 mét. Không phải mỗi người cách nhau 1 mét. Đồng chí trên cương vị tiểu đội trưởng, đồng chí hô nghiêm như trước thắng. Đồng chí rõ chưa? Rõ, xin lỗi đồng chí chỉ huy. Chỉnh đốn hàng ngũ. Nhìn trước thắng. Số nào chưa đứng thẳng với hàng dọc ra khẩu lệnh, qua trái hoặc qua phải. Tiểu đội đã thẳng hàng. Tiểu đội giải tán. Cái việc mà xoay lại đứng nghiêm rồi mới bước đi xong đứng nghiêm rồi mới xoay lại, nhưng cái đấy nó quá chính xác. Thì trong ngay lần đầu tiên thì mình không thể nào mình thực hành được.